Chiều nay, đoàn công tác tỉnh Bình Dương đã tham dự hội thảo môi trường đầu tư tỉnh Bình Dương nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản Việt Nam do Thống đốc tỉnh Yamaguchi tổ chức. Phát biểu tại hội thảo, Thống đốc tỉnh Yamaguchi Muraoka Musumasa khẳng định Nhật Bản có mối quan hệ rất tốt đẹp với các nước Đông Nam Á. Trong quá trình Nhật Bản khôi phục kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ASEAN đóng vai trò hết sức quan trọng, trong đó Việt Nam là một trong những nước có tình hình kinh tế chính trị rất ổn định, đồng thời có vị trí địa lý tốt. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, chính quyền tỉnh Bình Dương luôn quan tâm hỗ trợ cho sự phát triển doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh thông qua cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng khoa học công nghệ vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cung ứng nguồn lao động cho doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, tỉnh Bình Dương đã xây dựng và phát triển 29 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 12.700 ha. Lũy kế đến nay, tỉnh Bình Dương đã thu hút được hơn 4.100 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 40 tỷ đô la Mỹ từ 65 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, Nhật Bản đứng thứ hai với 344 dự án, tổng số vốn 5,9 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Bình Dương cũng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương. Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương với 11 tỉnh, thành phố, nước ngoài, trong đó có tỉnh Yamaguchi. Quan tâm tới công tác phát triển thành phố thông minh, tỉnh đang chuyển mạnh thực hiện chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng hệ sinh thái mới để thúc đẩy phát triển theo xu hướng cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Đến với hội thảo thu hút đầu tư lần này, Bình Dương kêu gọi các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu những lĩnh vực mà tỉnh quan tâm như các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường cũng như đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Tỉnh Bình Dương cam kết luôn sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.